Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu các loại visa Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 3, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 888, diện đầu tư và đổi mới kinh doanh. Visa thường trú đầu tư và đổi mới kinh doanh diện 888 là giai đoạn 2 sau visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh 188. Diện visa 888 này cho phép các bạn được thực hiện các điều sau: tiếp tục sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Úc, tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Để được cấp visa hạng 888, người nộp đơn cần phải là người đang giữ visa tạm trú diện đầu tư và đổi mới kinh doanh 188 và phải là người nộp đơn chính khi xin cấp visa tạm trú 188 này. Cả người nộp đơn và vợ chồng của người nộp đơn đều không tham gia các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư không được chấp nhận ở Úc. Có báo cáo về việc hoạt động đầu tư phù hợp và luật pháp khối thịnh vượng chung cũng như của tiểu bang, vùng lãnh thổ của các bạn đang tổ chức các hoạt động kinh doanh. Báo cáo này phải có kết quả tốt, được chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ chỉ định. Các bạn cần có cam kết thực tế về việc duy trì các hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Các điều kiện khác sẽ được áp dụng dựa trên diện visa tạm trú đầu tư và đổi mới kinh doanh mà quý vị được cấp. Đối với diện đổi mới kinh doanh, người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 1 năm trong vòng 2 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Các bạn phải có quyền sở hữu và nắm giữ quyền điều hành trực tiếp và liên tục với tối đa 2 doanh nghiệp tại Úc trong thời gian tối thiểu 2 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Đối với doanh nghiệp của các bạn tại Úc, quý vị, vợ chồng của các bạn phải sở hữu ít nhất 51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 400.000 đô la Úc một năm, 30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu lớn hơn 400.000 đô la Úc một năm, 10% cổ phần nếu doanh nghiệp niêm yết đại chúng. Mỗi doanh nghiệp các bạn sở hữu phải có mã số kinh doanh ở Úc và báo cáo hoạt động kinh doanh. Trừ khi được xếp vào trường hợp đặc biệt với chính quyền bang, vùng lãnh thổ, các bạn cần đạt được tối thiểu 2 trong 3 điều kiện sau. Thứ nhất là trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của các bạn và vợ chồng của các bạn phải được tuyển dụng ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand và người đó không được là thành viên trong gia đình của bạn. Thứ hai là trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của các bạn và vợ chồng của các bạn hợp lại phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu 200.000 đô la Úc. Hoặc là điều kiện thứ ba là trong suốt 12 tháng trước khi nộp đơn, giá trị ròng của doanh nghiệp và tài sản cá nhân các bạn và vợ chồng của bạn sở hữu phải ở mức tối thiểu là 600.000 đô la Úc một năm. Trong 12 tháng trước khi nộp đơn, doanh nghiệp của các bạn phải đạt doanh thu tối thiểu là 300.000 đô la Úc một năm. Đối với diện nhà đầu tư, người nộp đơn phải sống tại Úc tổng cộng tối thiểu 2 năm trong vòng 4 năm trước khi nộp đơn xin visa thường trú. Khoản đầu tư của các bạn tại Úc phải được đứng tên liên tục bởi các bạn và các bạn cùng vợ chồng các bạn trong vòng tối thiểu 4 năm tính đến thời điểm kết quả visa thường trú được công báo. Đối với diện nhà đầu tư trọng yếu đáp ứng các yêu cầu về thời gian thường trú để được cung cấp visa diện 888, đối với chương trình visa nhà đầu tư lớn 160 ngày trong vòng 4 năm, đối với chương trình visa gia hạn cho nhà đầu tư lớn 240 ngày trong vòng 6 năm, đối với chương trình gia hạn visa dành cho nhà đầu tư lớn lần thứ 2 320 ngày trong vòng 8 năm, yêu cầu về thời gian lưu trú đối với người đang giữ visa diện 188 có thể được chấp thuận khi người nộp đơn và lưu trú tại Úc vào bất kỳ thời điểm nào đáp ứng thời gian nêu trên, thực hiện đầu tư liên tục trong suốt thời hạn giữ visa diện 188. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của chương trình cũng như các giấy tờ chuẩn bị, mức phí, mức xét duyệt hồ sơ ra sao cũng như là các yếu tố liên quan, các bạn hãy truy cập vào website duhocuc.info hoặc liên lạc trực tiếp với các tư vấn của chúng tôi theo số điện thoại 0838484879, 0838382080. Các bạn có thể liên lạc trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.